Người đàn ông bật khóc tại chốt kiểm dịch, liên tục chắp hai tay cảm ơn tổ dân quân khi được cho rau và mì tôm. Thành phố Hồ Chí Minh, dân phản ánh được phát 15 kg gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu. Phát hiện 25 khách chơi golf trong thời gian giãn cách xã hội. Đối tượng xa lưới sau 19 năm tẩu thoát. Xuyên tạc phá rối công tác chống dịch. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết trong bài tin an ninh trật tự. Mời quý vị cùng theo dõi. Người đàn ông bật khóc tại chốt kiểm dịch, liên tục chắp hai tay cảm ơn tổ dân quân khi được cho rau và mì tôm. Cuộc sống này thật đáng sống khi chúng ta đối xử với nhau bằng tình yêu thương, niềm tin và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Khi các tỉnh thành trên cả nước bước vào giai đoạn giãn cách, tinh thần nhân văn ấy càng được nhân rộng, như hành động tử tế của một đội dân quân trực chốt tại Bình Dương được ghi lại dưới đây đã khiến cho rất nhiều người cảm động thấy người đàn ông đi xe máy ghé vào chốt đội dân quân mới ra hỏi chuyện chưa rõ hoàn cảnh của người đàn ông này ra sao có thể do không đi chợ mua được thức ăn hoặc cũng có lẽ nhà chú đang gặp chút khó khăn nhưng đội dân quân đã không ngần ngại cầm vài mớ rau và thùng mì tôm có sẵn tại chốt tặng lại cho người đàn ông bây giờ trước mắt chú nhiều địa phương hỗ trợ trong mùa dịch này thôi không có gì đâu nha chú tụi con giúp được chú nên tụi con giúp thôi à Vừa nói, chiến sĩ dân quân tự vệ vừa cầm túi quà buộc vào xe, rồi dặn dò người đàn ông cẩn thận. Khu này ca nhiễm nhiều, chú về nghỉ ngơi đi nha, cố gắng lên, chú đừng có buồn. Hai món quà dù không có giá trị cao về mặt tiền bạc, nhưng cũng đủ để khiến người đàn ông này xúc động. Mắt chú đỏ hoe, liên tục chắp hai tay cúi đầu cảm ơn tổ công tác. Hành động đẹp của người cho đi lẫn người nhận đều khiến cư dân mạng thêm ấm lòng. Sự tử tế nhân văn ấy đã lan tỏa thật nhiều năng lượng tích cực trong mùa dịch mấy đồng chí trực chốt nói chuyện dễ nghe ấm áp quá tấm lòng tốt chúc các anh nhiều sức khỏe một miếng khi đói bằng một gói khi no một hình ảnh đẹp nhìn chú chắp tay cảm tạ mà cay cay khóe mắt một người dùng mạng bình luận chia sẻ thêm với chúng tôi về đoạn clip anh thái thạch tú đội phó của đội sos thành phố thuận an bình dương cho biết mình đi tăng cường lực lượng hỗ trợ có gặp chú cách đây không lâu chú xin qua chốt để xin tiền hỗ trợ của công ty mà công ty nói chú không phải công nhân nên không lấy được nên tụi mình cho chú ít đồ chú khóc rồi cảm ơn anh tú chia sẻ anh tú cũng không hỏi thêm về hoàn cảnh của người đàn ông nghe lời chú kể anh cùng đồng đội trao cho người đàn ông một thùng mì tôm và ít rau xanh để hỗ trợ chú phần nào Thời gian trực chốt, các chiến sĩ dân quân gặp trường hợp nào khó khăn đều cố gắng giúp đỡ. Mọi người đều vui vì làm được việc tốt, có ích cho xã hội, cộng đồng. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh, dân phản ánh được phát 15 kg gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu. Thời gian qua, người dân phố 5, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân đã lên tiếng về việc cán bộ tổ dân phố chỉ phát mỗi nhà 15 kg gạo nhưng yêu cầu ký nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ khiến cho họ bức xúc chị Trần Thị C 37 tuổi, ngụ dân phố 5. Ngụ tổ dân phố 5 khu phố 1 cho biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày mùng 5 tháng 9, tổ trưởng tổ dân phố là ông Võ Văn Sơn đã đến từng hộ khó khăn trên địa bàn phát 15 kg gạo nhưng bắt ký nhận vào cột ghi 1,5 triệu đồng, vì không nhận được tiền nhưng phải ký khiến cho chị bất bình. Anh Hoàng Bá N 26 tuổi, cùng ngụ tổ dân phố 5 cho nguồn trên hay, anh mong sớm nhận được câu trả lời thỏa đáng từ chính quyền về vấn đề này. Người dân được lãnh gạo mà phải ký ngay chỗ nhận tiền, chúng tôi mới bức xúc và đã trả lại gạo cho ông tổ trưởng. Không vì quá khó khăn thì người dân chúng tôi không ai đòi tiền đó đâu, vì bình thường cũng có thể đi làm được, nhưng đã nghỉ làm mấy tháng nay rồi, chúng tôi quá khó khăn nên mới cần số tiền đó và trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền. Liên quan đến sự việc, ông Võ Văn Sơn, tổ trưởng tổ dân phố 5, người trực tiếp đi phát gạo đã trả lời phỏng vấn báo chí: Ông cho biết, danh sách các hộ đủ tiêu chuẩn nhận gạo được ông lấy từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường Bình Hưng Hòa B làm căn cứ hỗ trợ. Danh mục có ký nhận 1,5 triệu đồng trong khi chỉ phát gạo nên nhiều người phản ứng, chứ tôi không ăn chặn tiền của bà con. Ông Sơn nói với nguồn trên. Về lý giải của ông Sơn, bà Nguyễn Thị Vân Trang, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phường Bình Hưng Hòa B nói thêm rằng, danh sách mà ông Sơn lấy được là do Phường Lập để phát tiền hỗ trợ từ hồi tháng 8. Khi sử dụng cho phát gạo lần này, Tổ trưởng Tổ dân phố và phía mạnh thường quân cũng không kiểm tra lại nên mới xảy ra lỗi kỹ thuật như vậy. Theo bà Trang, đúng là địa phương hiện hỗ trợ cả tiền và lương thực, nhưng phía Tổ dân phố và Mặt trận Tổ quốc chỉ chịu trách nhiệm phát thực phẩm, tiền do Ủy ban Nhân dân phường phát nên không có chuyện trục lợi ở đây đồng ý kiến với bà Trang ông Trần Văn Minh trưởng ban công tác mặt trận khu phố 1 cho biết bây giờ bên mặt trận khu phố chỉ phát gạo thôi còn tiền thì bên ủy ban phát sau lỗi là do tổ trưởng dân phố không để ý gạch bỏ phần 1,5 triệu đồng này đi nên đã xảy ra hiểu lầm các tổ dân phố khác đã gạch bỏ và không xảy ra việc gì để làm rõ hơn sự việc, bà Đinh Thị Lụa, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, đã trả lời phỏng vấn báo chí và cho biết phường đã nhận được thông tin phản ánh về sự việc trên. phường xác định sự việc xảy ra do phía tổ trưởng tổ dân phố đã sơ xuất. đây là sơ xuất của một cá nhân ảnh hưởng tới công sức bao lâu nay của ban chỉ đạo phường. bà Lụa nói với nguồn tin. Về việc phát các gói hỗ trợ của thành phố, bà Lụa cũng thông tin hiện tại phường đang tiếp tục phát các gói hỗ trợ đến người dân. Trong thời gian sau ngày 6 tháng 9, các hộ lao động khó khăn nào chưa nhận được hỗ trợ có thể liên hệ với phường để phường lập danh sách đề xuất thêm để duyệt kinh phí, tiếp tục chi cho các trường hợp này. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Phát hiện 25 khách chơi golf trong thời gian giãn cách xã hội. Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa phát hiện lập biên bản 25 khách chơi golf tại cơ sở Golf Zone The Garden trên địa bàn phường Mỹ Đình 1. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 7 tháng 9, Tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Tử Liêm đã tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở Golf Zone The Garden tại tầng 5 trung tâm thương mại The Garden, phường Mỹ Đình 1 vẫn đang hoạt động kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội. Những người có mặt tại đây đều không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh như tập trung đông người, đeo khẩu trang, không sát khuẩn. Tổ công tác đã phối hợp với y tế phường tiến hành lập biên bản đề xuất xử phạt cơ sở này và các cá nhân có mặt tại đây vì đã vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Số tiền đề xuất xử phạt các trường hợp này lên đến 80 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng lập hồ sơ để xử lý theo quy định. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Đối tượng xa lưới sau 19 năm tẩu thoát Sau khi tham gia một vụ trộm cắp và bị tạm giữ để điều tra, Cao Thanh Xuân đã trốn khỏi nơi tạm giữ và lẩn trốn suốt 19 năm trời cho đến khi bị bắt giữ. Mới đây, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định, phát hiện bắt giữ đối tượng truy nã Cao Thanh Xuân, 59 tuổi, sau 19 năm lần trốn. Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Xuân đang lẩn trốn tại vùng núi xa xôi Hào Lánh, thuộc thôn K3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạch, với vỏ bọc là một người dân mang tên là Lê Quang Dũng. Theo tài liệu của cơ quan điều tra cho biết, vào năm 2020, Cao Thanh Xuân ở tỉnh Quảng Trị và đã tham gia một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn mình sinh sống. Đối tượng sau đó bị công an huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị bắt giam để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối và sự sơ hở của công an địa phương, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Công an huyện Triệu Phong đã ra lệnh truy nã Cao Thanh Xuân với hai tội danh: trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ sau khi bỏ trốn cao thanh xuân lang bạt ở nhiều địa phương và cuối cùng chọn địa bàn giáp danh hẻo lánh của tỉnh gia lai và bình định là thôn k ba xã vĩnh sơn huyện vĩnh thạnh để tá túc và tránh sự theo dõi phát hiện của cơ quan chức năng thời điểm sinh sống tại đây đối tượng khoác lên mình lớp vỏ bọc là một công dân lương thiện cao thanh xuân khai hoang đất trồng vườn cây ăn trái sống khá e rè khép kín và vô cùng thận trọng cảnh giác với người xung quanh với cái tên giả là lê quang dũng trong thời gian trốn lệnh truy nã, Xuân cắt đứt liên lạc với người thân trong gia đình, không một lần trở về quê hương nên lực lượng chức năng không tìm ra manh mối của đối tượng. Cũng trong thời gian này, Xuân dựng tròi, canh tác cây ăn quả, mở rộng diện tích canh tác, làm ăn khá hiệu quả ở vùng đất mới tại xã Vĩnh Sơn. Tháng 6 năm 2021, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Thạnh nghi ngờ Lê Quang Dũng đang cư trú tại huyện Vĩnh Thạnh chính là đối tượng Xuân đang bị truy nã. Công an huyện Vĩnh Thạnh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định tiếp xúc xác minh và đã có đủ cơ sở kết luận Lê Quang Dũng chính là Cao Thanh Xuân nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Cao Thanh Xuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như quá trình lần trốn. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an tỉnh Quảng Trị di lý về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Xuyên tạc phá rối công tác chống dịch lên mạng xã hội đăng chia sẻ thông tin chính phủ yếu kém, chính phủ bỏ rơi nhân dân, gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng không đến được tay người dân. Đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, nỗ lực phòng chống dịch của Đảng và Nhà nước. Họ chỉ thực sự tỉnh ngộ khi bị xử phạt. Ngày 5 tháng 9, ông Lê Đức Tuyên, tránh thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm đến nay, Sở đã xử phạt 10 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 và một trường hợp cổ suý mê tín dị đoan trên mạng xã hội. Gần đây nhất, ngày 30 tháng 7, TBV sinh năm 1995, chú xã Giang Bắc, huyện Đắk Pơ, chủ Facebook Bình Vương Thái chia sẻ clip có nội dung. Rồi ai thấy chính phủ làm gì cho dân chưa? Tăng xăng, tăng điện, bán vaccine giá cắt cổ, lùa dân vào siêu thị sân sau của quan chức. Số người nghèo nhận được hỗ trợ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả quan chức từ thành phố tới tổ dân phố huy động con cháu dòng họ của mình đi nhận hỗ trợ hết. Vào ngày 18 tháng 8, TBV đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai xử phạt 5 triệu đồng theo Nghị định 15 của Chính phủ trong lĩnh vực biểu chính viễn thông. Trước đó ngày 26 tháng 7, ông NTL, sinh năm 1981, trú tại thành phố Pleiku, sử dụng trang Facebook cá nhân chia sẻ thông tin từ bài viết Cuộc tháo chạy vĩ đại với nhiều thông tin sai sự thật, ví dụ như Giữa cơn bão dịch, người ta thấy sự bất lực của mọi tầng lớp nhân dân, sự yếu kém của chính phủ, đầy rẫy sự bất công trong các khu cách ly, tiền hỗ trợ của chính phủ đều được chia cho gia đình tổ dân phố, quốc hội không bàn tới cách giúp đỡ hỗ trợ người nghèo. Ngày 30 tháng 7, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai đã xử phạt ông L 7,5 triệu đồng và buộc yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm. Tuy nhiên ông L không nhận sai, hiện cơ quan chức năng vẫn đang xử lý trường hợp này. Theo ông Lê Đức Tuyên, Tránh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, những người vi phạm khi bị mời lên làm việc đều nhận sai, viện cớ thiếu am hiểu pháp luật. Những thông tin sai này lan truyền rất nhanh, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay sau đây.